Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị EC phạt thẻ đỏ. Ngày 7 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin, Việt Nam có nguy cơ bị phạt thẻ đỏ, bị hạn chế xuất khẩu thủy sản vào EU và các thị trường quan trọng khác. AFA cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ngày 5 tháng 2 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo không theo quy định ai IUU. Ông Quang lưu ý, đợt thanh tra lần thứ năm tới của Ủy ban châu Âu viết tắt EC là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng cho hải sản xuất khẩu, thậm chí tính đến phương án cấm biển. AFA dẫn lời ông Trần Lưu Quang cho biết, EC sẽ có đợt thanh tra sắp tới đây trong tháng 4 năm 2024 và là cơ hội cuối cùng để Việt Nam gỡ thẻ vàng. Nếu không làm được, Việt Nam sẽ phải mất nhiều năm nữa và thậm chí có nguy cơ bị rút thẻ đỏ bị hạn chế xuất khẩu thủy sản vào EU và các thị trường quan trọng khác. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, báo chính phủ dẫn phát biểu của ông Trần Lưu Quang cho hay, qua đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 năm 2023, đoàn thanh tra của EC đánh giá Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, chưa kiểm soát tốt nguồn gốc thủy sản xuất khẩu và tàu cá, việc thực thi pháp luật trong đó có xử phạt tình trạng tàu cá mất kết nối còn hạn chế. AFA dẫn lời Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết thêm, kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay, tiếp tục có 17 tàu với 190 ngư dân bị các nước khác bắt giữ. Ngoài ra, cả nước còn khoảng hơn 15.000 tàu cá, có 3 không, tức là không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Tình trạng ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, viết tắt VMS, tiếp tục xảy ra phổ biến từ đầu năm 2023 đến nay, xảy ra gần 5.000 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày. Bên cạnh đó, cũng theo ông Nguyễn Quang Hùng, hành vi gửi thiết bị VMS cho tàu cá khác nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan quản lý đang diễn biến phức tạp. AFA cũng cho biết, tại nhiều địa phương, việc kiểm soát chất lượng nhật ký khai thác, phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn không được đảm bảo theo quy định. Và đây là hình Việt Nam tiếp nhận hàng trăm ngư dân bị Indonesia bắt giữ vì khai thác thủy sản trái phép. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian còn lại chỉ khoảng gần 3 tháng nên phải dồn tổng lực mở đợt cao điểm của cao điểm với mục tiêu cao nhất là gỡ được thẻ vàng sau lần thanh tra thứ năm sắp tới. Trong đó tập trung vào hai việc, không để có tàu cá bị bắt ở nước ngoài và xử lý nghiêm các vi phạm, không có ngoại lệ, trong đó có hành vi tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép, sử dụng trái phép vật liệu nổ trong đánh bắt hải sản. Được biết, từ đầu năm 2017, EC đã bắt tăng tần suất kiểm tra hồ sơ nguồn gốc thủy sản Việt Nam khai thác, nhập khẩu vào châu Âu. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, EC đưa ra cảnh báo thẻ vàng về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý đối với Việt Nam và đưa ra 9 nhóm khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện để gỡ thẻ. Đến tháng 11 năm 2019, EC rút xuống còn 4 khuyến nghị. Tuy nhiên, đã hơn 6 năm nhưng Việt Nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng. Nếu không gỡ được thẻ vàng và bị phạt thẻ đỏ, Việt Nam sẽ bị cấm nhập khẩu hải sản vào châu Âu, đồng nghĩa với việc mất đi thị trường tổng trị giá 500 triệu đô la một năm. Ngoài ra, một số thị trường khác như Mỹ cũng có quy định tương tự, nên nếu bị EC phạt thẻ đỏ thì các quốc gia khác cũng sẽ áp dụng các biện pháp tương tự đối với thủy sản Việt Nam. Trong thời điểm mà kinh tế Việt Nam đang suy thoái trầm trọng, chưa có lối thoát, thì điều này có thể khiến Việt Nam rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Dường như lúc này chính phủ Việt Nam mới đốc thúc việc gỡ thẻ, có lẽ là đã quá muộn rồi chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị EC phạt thẻ đỏ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin chuyện lạ vinfast tự phát hiện lỗi và thu hồi xe vf5 ngày 6 tháng 2 afi tiếng việt loan tin vinfast thu hồi 6.000 xe vf5 để thay công tắc để thay công tắc tổ hợp theo AFA, VinFast vào ngày 6 tháng 2 đã thông báo chương trình thu hồi gần 6.000 xe VF5 sản xuất tại Việt Nam để thay công tắc tổ hợp cần gạt tay trái trên vô lăng. AFA cho biết thông báo của VinFast được truyền thông trong nước và một hãng tin nổi tiếng quốc tế đã loan đi. Theo đó, số xe phải thu hồi để thay thế công tắc tổ hợp được sản xuất từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023. Và đây là hình bản tin trên AFA. Đối với số xe này, qua quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ, VinFast phát hiện đèn chiếu sáng phía trước có thể bị tắt nếu tài xế gạt mạnh công tắc tổ hợp, cần gạt tay trái trên vô lăng để bật xi nhan trái. Tình trạng như vậy có khả năng làm giảm tầm nhìn nhất thời. AFA dẫn thông báo của VinFast cho rằng, hiện tượng như vậy chỉ xảy ra khi xe đang hoạt động ở tốc độ từ 50 đến 55 km/h vào buổi tối và bật đèn ở chế độ tự động. Hiện tượng không xảy ra tài xế bật đèn ở chế độ thông thường, không để ở chế độ tự động. Theo VinFast, nguyên nhân gây ra hiện tượng vừa nêu là do lỗi thiết kế bản mạch điều khiển từ nhà cung cấp linh kiện. Đây có thể nói là một sự kiện rất lạ, vì các hãng xe chủ động thu hồi xe bị lỗi là chuyện bình thường. Mới nhất vào ngày 20 tháng 1 vừa qua, ông lớn Toyota đã ra lệnh triệu hồi 26.000 xe trên toàn Việt Nam. VinFast cũng từng có đợt triệu hồi 2.700 xe VF8 vì lỗi màn hình vào tháng 5 năm 2023 tại Mỹ. Tuy nhiên, lần triệu hồi xe VF8 trước đây là do VinFast gặp phải một áp lực rất lớn tại thị trường Mỹ khi các kênh truyền thông lớn về xe hơi tại Mỹ liên tục có bài vạch trần lỗi của VF8. Và đây là hình mẫu xe VF5. Lần này dường như VinFast không gặp áp lực gì. Xe VF5 mới chỉ bán tại thị trường nội địa chứ chưa xuất khẩu. Mà với thị trường nội địa, VinFast chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè bẹp mọi sự bất mãn, mọi review bôi xấu. Đó là thói quen hành xử không chỉ của VinFast mà là của Vin nói chung. Tất cả những khách hàng có bất mãn với Vin đều bị nhận cách đối xử thô bạo và chịu hậu quả nặng nề như bị công an sách nhiễu, thậm chí là đánh đập, bắt cóc tạm giam. Vậy tại sao VinFast lại chủ động triệu hồi xe VF5 bị lỗi, mà đặc biệt, lỗi này do VinFast tự phát hiện, chứ không phải do khách hàng phản ánh. Hơn nữa, liệu xe VF5 có thực sự bán được đến 6.000 chiếc hay không? Bởi theo thông tin trên chính website của VinFast, thì đến tháng 6 năm 2023, VF5 mới chỉ bán được 1.977 chiếc mà thôi. Mà sau đó, vào nửa cuối năm 2023, lượng xe VinFast bán ra đã chững lại do những phản hồi quá tệ từ thị trường Mỹ và cả từ khách hàng trong nước khiến VinFast phải có hành động không giống ai, tự bán xe cho chính mình. Và đây là hình ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast, đồng thời mới nhận vai CEO của VinFast. Phải chăng VinFast đang quay xe, chuyển hướng qua cách xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp thiện chí có trách nhiệm? Mong rằng VinFast có trách nhiệm thực sự, chứ không phải làm màu diễn cho thiên hạ xem. AFA cho hay, trong năm 2023, VinFast bán ra được gần 35.000 xe hơi điện, số này thấp hơn mục tiêu đề ra là 50.000 chiếc xe. VinFast luôn bày tỏ mong muốn cạnh tranh với những hãng sản xuất xe điện lớn trên thế giới như Tesla của Hoa Kỳ và nỗ lực chen chân vào thị trường quốc tế. Cũng vào đầu năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng và bà Lê Thị Thu Thủy đã hoán đổi vị trí cho nhau trong VinFast. Ông Vượng trở thành CEO của VinFast toàn cầu. Phải chăng hành động lần này là ông Vượng muốn thể hiện ông văn minh hơn, có văn hóa hơn đám tay chân của ông Trăng. AFA cho biết thêm, tại thị trường Hoa Kỳ, VinFast phải chật vật khi bán ra sản phẩm xe hơi điện. Tuy vậy, hãng kiên trì cho rằng nếu thành công được ở Mỹ sẽ thành công tại những nơi khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chuyện lạ VinFast tự phát hiện lỗi và thu hồi xe VF5. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.